Xin chào các bác, chào mừng các bác đã quay trở lại với video tiếp theo trên kênh của A Chu. Thì hôm nay quay nhanh một cái video như thế này cho các bác. Thì chúng tôi đang làm một loạt những cái loại con này. Đây các bác. Thì đang chiều này chuẩn bị na chắc cán. Là một đồng bộ mé. Là một mé khoảng tầm 20 con, 15-20 con. Đấy. Chiều này chắc cán. Đây thì là toàn bộ là cán gỗ chắc hết, thì đây đều là lưng gù mũi hết các bác nhé. Này. Đây. Đây là lưng gù mũi hết, chỉ có hai con dáng ra mông hoa lại hơi khác một chút, cái chỗ này nó hơi võng một tí, cái chỗ này nó hơi võng một tí. Hai con làm thử xem thế nào. Thì hai con này đã có sản phẩm rồi, đây các bác, con là sản phẩm đây. Cái loại nhỏ nhỏ này thì chúng tôi toàn làm là vỏ cán, vỏ gỗ chắc hết thôi nhé, cho nó giá trị một chút. Đấy, để con dao nó giá trị một chút, vì làm những cái vỏ thường thì thực sự là làm nó rất là mất công. Đây cũng là mang tính chất giá trị siêu tầm cho các cán vỏ gỗ chắc. Đây các bác xem, cái này tôi mới mài qua thôi, các bác nào về chịu khó mài nữa thì càng đẹp. Nhìn rất là đẹp đúng không ạ? Nhìn cái dáng dao này cũng khá là đẹp. Các bác cầm quạt hoa quả hoặc là da thịt các thứ, hoặc là đi cắm trại tháo khớp gà, khớp vịt các thứ con này cảnh đào. Thì toàn bộ những cái loại nhỏ nhỏ này chúng tôi đều làm thép bằng bi hết. Đấy, đây là con dao thành phẩm của hai con này. Thì hai con này khi làm ra nó cũng sẽ ra như này thôi. Đấy, thì cái giá mà chúng tôi bán thì nó sẽ dao động, ví dụ như những cái loại to như thế này là 650 một con. Các bác có muốn mua rẻ hơn chúng tôi cũng không làm được, với những cái công và cái nguyên liệu chúng tôi bỏ ra thì giá này là giá là rất hợp lý rồi. Đấy, ví dụ như con này là đang có sẵn chưa chủ này. Còn ví dụ như cái loại nhỏ nhỏ này là chúng tôi đang làm, thì đây là sản phẩm hoàn thiện các bác nhé. Tự nhiên như đây là sản phẩm hoàn thiện này, những cái này là hàng đặt của những anh, các anh đặt này. Đấy, ví dụ như hàng nhỏ nhỏ này, con này là tay trái này, thì bọn chúng tôi đang làm thì là 600 một con, 600 một con này nhỏ nhỏ này. Còn lại to hơn tí là 650. Đấy, thì là vừa đấy có một bác hai con này là đặt hàng một bác ở Sơn La này, cho anh Quốc ở Sơn La này. Đấy, hai con này, đấy toàn bộ là gói hàng là chuẩn bị gửi đi rồi. Vỏ gỗ chắc, cán vỏ gỗ chắc. Còn một con này là ở trong, đi vào trong lam. Còn một con này là chưa chủ các bác nhé. Đấy, con này cũng rất là đẹp, dáng dao rất là lạ, các bác sưu tầm thì khá là ok. Đấy, thì cũng quay nhanh một video là chỗ này thì là ba con này, cái dáng mũi hách này thì đều có chủ rồi. Thì quay nhanh một video. Cái đống này chắc tầm 3 ngày nữa là sẽ có dao hoàn thiện. Chiều nay chúng tôi sẽ tra và mài lại và làm lại đánh bóng lại cán các bác nhé, đánh bóng lại cán này. Đấy, thì sẽ có trong tuần tới là sẽ có sản phẩm hoàn thiện thôi, sẽ có cán bỏ đầy đủ. Bác nào quan tâm thì nhắn tin vào Zalo của tôi 0918933868. Thì các bác nhắn tin sớm thì các bác sẽ được đặt những cái con, có nghĩa là được, sẽ được, chúng tôi sẽ gửi hình ảnh cho các bác xem trước. Còn khi các bác mua ở đây thì chúng tôi chỉ có hai loại thôi. Một loại là lưỡi tầm 15, 16, 14 đến 16, 15, 16 là 650 một con. Còn loại nhỏ hơn 12 đến 14 là 600 một con. Đấy, nó chỉ có hai loại đấy thôi. Thì các bác thích loại nào thì chúng tôi gửi lại đấy. Vì cái hàng càng nhỏ này càng khó làm cho các bác nhé. Những con làm cho anh Quốc mà kiểu tay trái này cứ ngồi loay hoay làm rất là khó luôn. Đấy, các bác xem. Toàn cán vỏ gỗ chắc thôi. Đấy. Chúng quay nhanh một cái video đưa lên đây. Các bác nào quan tâm thì nhắn tin cho tôi. Ví dụ như những con như này chúng tôi có 3 con các bác nhé. Số lượng thì bây giờ các bác xem thì các bác có thể mua được, nhưng mà một thời gian nữa thì chúng tôi hết gỗ rồi thì chắc là cũng chả làm được nữa. Nên là rất mong các bác xem video, các bác có hứng thì các bác chốt luôn.
Chứ cái gỗ nhỏ này chúng tôi cũng chỉ còn làm chắc tầm đôi chục con thôi. Đấy, ví dụ như con này. Đấy. Mình đã tra cán vào thì cũng tương tương như con này thôi, tra cán làm vỏ. Đấy, anh em là chốt thì nhắn tin cho tôi nhé, quan tâm thì nhắn tin cho tôi. Xin chào các bác, chúc các bác cuối tuần vui vẻ nhé. Hôm nay quay thì thú lúc trưa.